Bạn đã từng khám ở bác rồi, một lần bị sảy, một lần thai ngoài, hai lần một bên bị cắt. Khám bên bác thì tìm nguyên nhân thì ông xã là bị phân mảnh 12%, hình dạng bình thường là 2%. Làm thành công thủ tinh ống nghiệm được hay không? Hoàn toàn được bạn ạ. À, cái vấn đề của bạn là nó nằm ở chỗ là tinh trùng có cái bất thường về cái phân mảnh ADN của tinh trùng. Thì như vậy khi chúng ta làm thủ tinh ống nghiệm, khi bác thực hiện thủ tinh ống nghiệm cho bạn á, thì chắc chắn rằng là bác sẽ thực hiện làm sao để bạn có phôi ngày 3, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nuôi cái phôi ngày 3 đến phôi ngày 5. Cái quá trình mà phôi đó bản thân nó tự phát triển từ ngày 3 đến ngày 5, những cái phôi mà lập bộ, những cái phôi mà thể khảm nó sẽ không phát triển ha. Và như vậy chúng ta sẽ loại trừ những cái phôi đó và chúng ta có thể sử dụng cái phôi ngày 5. Mà chúng ta muốn biết là cái phôi nào là cái phôi mà nó phát triển lệch thì bằng cái gọi là camera time lapse. Đây là một cái kỹ thuật mà bác sĩ Nhật luôn sử dụng cho các bạn. À, không phải trung tâm nào cũng có, nhưng mà ở bác sĩ Nhật thì bác sĩ Nhật sẽ sử dụng cho bạn là cái camera time lapse, có nghĩa là phôi từ ngày 3 đến ngày 5 và có camera theo dõi liên tục và phát triển cái động học của phôi ra sao. Chúng ta sẽ loại trừ những cái phôi mà có vấn đề và chúng ta sẽ chọn những cái phôi ngày 5 mà động học tốt và sẽ chuyển cho bạn. Ngoài ra thì bác sĩ Nhật sẽ sử dụng cho bạn một cái gọi là embryo glue. À, đó là cái môi trường để cho phôi có thể dễ dàng hòa hợp với lại tử cung, nội mạc tử cung các bạn ha.